Năm chiếc bánh mến chào anh chị em. Trên Facebook Anna Trầm Hương vừa đăng một thông báo khẩn về cách thức mới trên mạng xã hội, rất nhiều trang mạng nhóm công giáo bị lừa. Kính gửi các quản trị viên, quản lý trang nhóm và người công giáo. Hiện nay, có một số người dùng hình linh mục sơ thiệt để làm nick giả, xin vào ban quản trị. Khi vào được ban quản trị rồi, thì hạ chức hết anh chị em trong ban xuống thành viên, rồi cướp nhóm, bán nhóm, cho thuê buôn bán hàng online. Nên anh chị em nào có nhóm cần cẩn thận với những ông linh mục giả, bà sơ giả. Mời xem hình dưới nếu gọi video xem mặt hoặc nói cha giả là ông cha này chặn nick ngay. Nick giả cha nhân quan hình dưới đây đã hai lần tiếp cận anh chị em trong gia đình chung con Chúa có ý đồ cướp nhóm. Trước đây cũng có một sơ giả xin vào ban cho làm kiểm duyệt, lại xin cho sơ làm quản trị đi con để toàn quyền điều hành nhóm, có mưu đồ cướp nhóm, bị con lật tẩy bóc phốt cho ra ngoài luôn. Vậy các anh chị em có nhóm cần cẩn thận hơn khi lựa chọn người vào ban quản trị nhé. Bọn chúng còn tìm các nick quản trị viên nào đặt mật khẩu sơ sài, hack lấy xong dùng chính nick đó vào đuổi hết anh chị em ra khỏi ban quản trị để cướp nhóm, bán nhóm lớn có giá trị cả mấy chục triệu. Bọn họ cho thuê buôn bán online theo tháng, rất có tiền nên chúng đang tìm mọi cách tiếp cận các nick quản trị để hack và lừa lấy nhóm. Lưu ý, các cha các sơ thật không bao giờ đi xin kết bạn, và đặc biệt hơn là các ngài không bao giờ xin làm chức vụ trong các nhóm. Mời các cha các sơ cũng ít khi nhận lời vì các ngài rất bận, sống khiêm tốn và âm thầm. Các ông linh mục sơ xin chức vụ, xin kết bạn đa phần là giả buôn bán, giả xin tiền và lừa gạt. Quý vị cần tỉnh táo và sáng suốt, thận trọng hơn. Trầm Hương thân mến chào. Facebook Nguyễn Văn Bình Yuse bình luận như sau: mình đã từng bị một bài học đắt giá, là ngày trước mình có tạo một nhóm Cha Long Lòng Chúa Thương Xót được 64.000 thành viên. Vì mình cũng tưởng là có hai người tự xưng là thầy và sơ, mình vô ý chấp nhận cho vào ban quản trị. Chỉ một đêm mình bị mất nhóm luôn. Đó là bài học đắt giá cho mình. Anh chị em hãy cảnh giác, khi có gì nghi ngờ thì thông báo cho toàn thể gia đình nhé anh chị em. Giờ thật giả lẫn lộn, không biết đâu được chuyện gì diễn biến, xảy ra chuyện gì. Cần sự khôn khéo để xử lý sao cho chính xác. Chúc ban quản trị nhiều ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và làm sáng danh Chúa.